Vị Moderna cho biết, giới chức trách Mỹ đã hoãn phê duyệt vaccine ngừa COVID-19 của hãng này dành cho trẻ vị thành niên để có thêm thời gian đánh giá rủi ro viêm cơ tim sau tiêm chủng. Cơ quan quản lý dược phẩm và thực phẩm Mỹ FDA vào ngày 29 tháng 10 đã thông báo với Moderna rằng cơ quan này cần thêm thời gian đánh giá một phân tích quốc tế gần đây về rủi ro viêm cơ tim sau tiêm. Quá trình đánh giá để đề xuất sử dụng vaccine Moderna cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi có thể kéo dài tới tháng 1, 2022. Viêm cơ tim là một rủi ro liên quan khác, là viêm màng ngoài tim từng được liên kết với hai loại vaccine Pfizer và Moderna, đặc biệt ở nhóm nam thanh thiếu niên. Rủi ro này sẽ cao hơn nhiều sau khi mắc COVID-19, theo nghiên cứu do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC công bố vào hồi tháng 8. CDC Mỹ cũng từng cho biết, chứng viêm cơ tim sau khi tiêm vaccine mRNA là hiếm gặp và thường nhẹ. Vào ngày 29 tháng 10, vaccine ngừa COVID-19 của hãng Pfizer được nhà chức trách Mỹ phê duyệt sử dụng cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi với liều lượng thấp hơn liều dành cho người trưởng thành. Trước đó, Moderna từng cho biết sẽ chờ đợi FDA ra quyết định phê duyệt vaccine của hãng này cho nhóm thiếu niên trước khi yêu cầu phê duyệt cho các nhóm tuổi thấp hơn.